cùng hiểu nhanh về hình ảnh người lính của bài thơ Tây Tiến trong 1 phút 30 giây các em nhé. Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, những tuổi 20 làm sao không tiếc, nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc. Với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, những chàng học sinh sinh viên Hà Nội vốn chưa từng biết những lo toan phức tạp của đời đã xếp út nghiêng theo tiếng gọi non sông và trở thành những người lính Tây Tiến trấn giữ chốn biên cương. Trên nền cảnh thiên nhiên núi rừng miền Tây hùng vĩ, dữ dội và mỹ lệ, đoàn binh Tây Tiến xuất hiện thật ấn tượng. Với diện mạo khác thường, Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quần xanh màu lá giữ oai hùng. Với tâm hồn lãng mạn hào hoa, mắt trừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Với lý tưởng quên mình, rải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Cùng với cái chết phi thường, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Với cảm hứng lãng mạn cùng ngòi bút tài hoa, chỉ 8 câu thơ, Quang Dũng đã đặc tả một cách sinh động và toàn diện về hình tượng người vệ quốc quân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Mang vẻ đẹp lãng mạn, đậm chất bi tráng, vừa hào hùng nhưng cũng rất đỗi hào hoa. Bức tượng đài bất tử về người lính vô danh này sẽ sống mãi trong lòng độc giả hôm nay và mai sau, như nhà thơ Giang Nam từng khẳng định. Tây Tiến biên cương mờ khói lửa, quân đi lớp lớp động cây rừng, và bài thơ ấy, con người ấy, vẫn sống muôn đời với núi sông. Các em còn muốn hiểu nhanh bài nào? Comment cho Kiến biết nhé! Subscribe và xem tiếp tại Kiến Guru nhé!